Chào toàn thể các bác làm vườn nhé. Hôm nay bên Trường Thảo lại về những cái dụng cụ cần thiết dành cho các bác làm vườn, các bác làm cây. Thế thì đầu tiên là cái dòng kéo Kabushi. Kabushi hôm nay thì lại loại mới ra nhé, hàng cao cấp chất lượng. Và Kabushi khi các bác xem được cái video này của bên em, đây là một cái mẫu hàng mà để em tương tác với các bác sẽ để giá vốn nhé. Thì cái mẫu này em sẽ bỏ một cái thôi cho các bác xem. Mỗi một cái Kabushi sẽ được tặng thêm một cái lò xo. Ở cái Kabushi vượt trội lần này nó là mẫu hàng mới này, có logo Kabushi ở trên thương hiệu của kéo đây các bác nhé. Dòng Kabushi SK5 Japan, một cái mẫu kéo cao cấp, sắc bén, có chống trượt và có cái độ tự mài vào nhau đấy, rất chi là tốt nhé. Cái dòng này thì em đang gửi tới các bác là 150.000 đấy. Khi các bác mà mua kèm theo những cái sản phẩm của bên em mà xem được cái video này mà đang cần cái mẫu kéo này thì hãy tiện lấy luôn đi nhá. Thực sự cái này nó rất chi là tốt, sắc bén. Với những cái lời khen của các bác mua rồi ấy, thì em thấy các bác khen nó sắc bén và chắc khỏe, và giá thì rất chi là tốt, 150.000 nhá các bác nhá. Một sản phẩm em tương tác với các bác thôi. Mỗi kéo sẽ được tặng em một lò xo. Thế và tiếp theo những cái dụng cụ khác thì như các bác nhìn thì đây là cái cưa này. Đây là cưa, hôm nay về cưa 15 và cưa 20 nhé. Cưa gỗ này, 15 và 20 này. Đây. Và tiếp theo nữa thì để gửi cho các bác thì là keo. Hôm nay thì rõ sẽ có keo Mỹ Tiến nhé. Keo Mỹ Tiến này. Đây là keo Mỹ Tiến đen. Em sẽ có keo Mỹ Tiến đen to và Mỹ Tiến đen nhỏ nhé. Đây là cái Mỹ Tiến to. Nếu như các bác làm nhiều thì các bác sử dụng cái lọ này sẽ dôi hơn rất nhiều. Lọ này thì lọ to là 100.000, lọ nhỏ là 50.000, Mỹ Tiến đen. Còn lọ hồng này thì là 40.000 trên một lọ này, 40.000 đồng trên một lọ hồng này. Đấy, và những cái dụng cụ khác thì bên em sẽ có bóng chiết nhá. Bóng chiết và dao chiết. Đây là dao này, đây là hai cái mẫu dao lúc nào cũng sẵn để phục vụ các bác. Đây là cái dòng dao vát ở cả trái cả phải nhá. Nếu như các bác mà dùng cả trái cả phải thì các bác dùng con dao này. Đây các bác này. Đấy, rất chi là cao cấp nhá. Và tiếp theo đó em sẽ gửi tới các bác này. Kéo xén này, kéo xén Đài Loan tai quan nhá. Nếu mà các bác muốn dùng cao cấp thì các bác hãy dùng loại này. Loại này thì nhiều. Bên cơ sở em lúc nào cũng sẵn nhưng mà em ít đăng tải lắm. Đây nha các bác nhé. Rất chi là sắc bén. Cái này giúp cho các bác tạo vòm, xén cây hàng rào. Đây là loại cao cấp nhé. Nếu các bác mà muốn mua loại thủ công, bên em có loại thủ công giá rất chi là tốt, rất nhiều để phục vụ các bác. Đây là cái kéo nó xén này. Và đục nha, nếu các bác mà cần đục các bác làm bonsai, các bác dùng cái bộ này rất chi là nhiều. Đây là bộ đục mili 6 món này. Một cái mẫu đục mà đang được các bác làm bonsai sử dụng. Cái này thì nó chắc khỏe và sắc bén nhé. Sắc lắm cây này. Một bộ của nó sẽ có 6 món như này, dành cho bác khoét cây. Móng thẳng vát có hết nha các bác nhé. Đây. Một bộ thì sẽ có từng này. Đấy, và bên cơ sở em thì còn có rất nhiều những cái dụng cụ về bonsai, về cây cảnh. Đấy, các bác mà quan tâm thì số điện thoại em sẽ để đây nhé, để tiện phục vụ các bác. Các bác lớn tuổi khi xem được video em để số điện thoại ở bên dưới tiêu đề, các bác không để ý thì các bác hãy lưu hai số điện thoại này của em vào nhé, để tiện lúc nào các bác cần cái món đồ gì thì sẽ liên hệ luôn tới bên em. Bên em là Trường Thảo, số điện thoại có Zalo là số này. Đấy, các bác mà dùng Zalo thì hãy kết bạn số này. Các bác hãy liên hệ hai đầu số điện thoại chính này nhé, là cái số em tư vấn các bác cũng như là cung cấp những cái sản phẩm để gửi tới các bác làm cây, làm vườn. Đấy. Thì qua cái video này em cũng vừa chi tiết về những cái dụng cụ và con dao. Đây là dao cao cấp nhé, một cái dòng dao cao cấp nhất nó ở bên cơ sở em là hai cái mẫu này. Mẫu này và mẫu này là hai cái dòng dao cao cấp này. Đây là con dao chiết cao cấp này các bác này. Chiết dép đây. Mẫu này với mẫu này thì giá sẽ bằng tiền nhau nhé. Con này nó sẽ giá là 150.000 trên một chiếc. Còn nếu như các bác mà muốn mua dòng dao mấy chục nghìn thì bên cơ sở em có. Đây nhé.
khi gặp vào thì các bác sẽ gặp như này, ấn cái này vào để gặp vào này. Đấy, rồi đây là con dao chiết ghép cao cấp nhé. Đấy, và về nay về cặp chéo để phục vụ các bác nhé. Cặp chéo đây, cặp chéo rất là đẹp. Hôm nay về cặp chéo. Thế thì em cũng vừa chi tiết về những cái dụng cụ của bên cơ sở em vừa mới về để phục vụ các bác nhà mình. Đấy, các bác mà quan tâm tới kênh thì đừng quên ấn vào nút đỏ là nút đăng ký để đón nhận tiếp những cái video của bên cơ sở em nhé. Và số điện thoại thì em cũng để luôn ở đây để tiện cho các bác tham khảo ở trên video của em. Em cũng xin kết thúc cái video ngắn ở đây nhé. Hẹn gặp lại các bác một cái video sau, em sẽ chi tiết nhiều dụng cụ hơn để các bác được tham khảo. Chào các bác và hẹn gặp lại các bác ạ.